Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bộ truyện Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Chúng ta sẽ đọc cuốn truyện Là một người biết ơn. Và câu chuyện chúng ta đọc ngày hôm nay là câu chuyện số 4 có tựa đề là Câu chuyện về chiếc ô. Chúng ta hãy bắt đầu đọc bài thôi nào. Câu chuyện về chiếc ô. Khi Lý Gia Thành còn chưa thành công, ông đã từng lang thang ở đầu đường xó chợ. Một hôm trời đang mưa, Lý Gia Thành không có chỗ trú mưa nên đã tránh mưa ở dưới một cái cây lớn trước cổng trường học. Bộ quần áo rách rưới của ông cũng bị ướt đẫm, lạnh đến mức run lên cầm cập. Lúc này, có một cậu học sinh cầm ô đi đến trường. Nhìn thấy ông như vậy liền bước đến và đưa chiếc ô cho ông rồi nói: "Chú ơi, chú hãy dùng ô của cháu đi." Lý Gia Thành nhìn cậu học sinh đó rồi hỏi: "Vậy cháu thì sao?" Cậu học sinh liền nói: "Cháu chạy vào là được, lúc nào tan học chú nhớ trả cháu nhé." Nói xong cậu liền quay người chạy vào trường. Lý Gia Thành cầm chiếc ô đó và đã tránh được trận mưa to. Nhưng giờ tan học hôm đó, vì ông đã đi đến nơi khác nên không thể trả lại ô cho cậu học sinh đó. Hôm sau, Lý Gia Thành mang ô đến nhưng đợi cả ngày cũng không thấy cậu học sinh đó đi ra. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Lý Gia Thành đã lượn đi qua đi lại cổng trường nhưng không hề gặp lại cậu học sinh đó. Về sau, khi sự nghiệp đã thành công, có nhiều tiền của rồi, nhưng hễ có thời gian là Lý Gia Thành lại cầm chiếc ô đó đến cổng trường đi một vòng với hy vọng sẽ tìm được cậu học sinh đó và trả ô cho cậu. Nhưng mãi mà ông vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng đó. Sau này, khi Lý Gia Thành trở thành người Trung Quốc giàu nhất thế giới thì ngôi trường cấp 2 đó cũng chuyển đi. Nhưng Lý Gia Thành vẫn không từ bỏ. Mỗi lần ra khỏi cửa, ông đều mang theo chiếc ô đó và hy vọng có một ngày có thể gặp lại cậu học sinh cho ông mượn ô năm xưa. 20 năm trôi qua, Lý Gia Thành vẫn luôn tìm kiếm cậu học sinh đó. Nhưng ông đã không còn sức để tự mình tìm nữa, mà ông đã giao nhiệm vụ này cho giám đốc Trương của bộ phận hành chính. Ông nói nếu tìm được chủ nhân của chiếc ô này thì hãy bảo người đó đến gặp ông. Giám đốc Trương kính cẩn nhận lấy chiếc ô và nói sẽ cố gắng tìm được chủ nhân của chiếc ô này. Thế nhưng mãi về sau, cho dù Lý Gia Thành nhiều lần thúc giục thì giám đốc Trương vẫn nói rằng chưa tìm được. Lý Gia Thành cho rằng giám đốc Trương làm việc không hiệu quả nên quyết định cho anh xuống làm việc ở công ty con. Ngày chuẩn bị đi, giám đốc Trương tìm đến Lý Gia Thành và nói muốn được mang chiếc ô đi. Lý Gia Thành nói, không cần đâu, sẽ có người tiếp tục kiếm chủ nhân chiếc ô. Giám đốc Trương im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Lý Tống, ngài không cần tìm nữa, tôi chính là chủ nhân của chiếc ô này. Lý Gia Thành nghe xong liền bật cười, cậu là chủ nhân chiếc ô sao? Tôi không hy vọng cậu lấy chuyện này ra để đùa đâu. Giám đốc Trương liền nói, tôi không nói đùa. Tôi chính là cậu học sinh năm ấy tặng ngài chiếc ô. Sau đó, giám đốc Trương đã kể lại. Năm đó sau khi tặng chiếc ô cho Lý Gia Thành, khi tan học anh đã từng tìm Lý Gia Thành nhưng không thấy ông ở cổng trường. Ngày hôm sau thì anh đã chuyển trường đi nơi khác. Sau đó anh lại đến anh học đại học. Thời gian qua đi, anh sớm đã quên mất chuyện tặng chiếc ô cho Lý Gia Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, trở về Hồng Kông, giám đốc Trương ứng tuyển vào công ty của Lý Gia Thành. Anh nhìn thấy Lý Gia Thành thường xuyên cầm chiếc ô này và cũng vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của chiếc ô. Lúc này, giám đốc Trương cũng nhận ra chiếc ô đó chính là chiếc ô năm xưa đã tặng cho một người lang thang đầu đường. Đến nay, người lang thang đầu đường đó lại trở thành nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông và cũng là cấp trên của anh. Anh không đi nhận lại chiếc ô đó vì anh không muốn dùng chiếc ô đó để có chỗ dựa trong công ty, không muốn vươn lên bằng chiếc ô đó.
Anh đã làm từ chức nhân viên nhỏ cho đến khi được lên làm giám đốc bộ phận hành chính của công ty. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề nói với Lý Gia Thành chiếc ô đó là của anh. Hôm nay anh tìm đến cũng không phải muốn đưa ra yêu cầu gì, mà đơn giản chỉ vì muốn làm sáng tỏ sự việc với Lý Gia Thành. Sau khi giám đốc Trương nói xong, Lý Gia Thành đã trầm ngâm rất lâu. Đột nhiên, ông bước tới trước mặt giám đốc Trương rồi trịnh trọng cúi người và nói: "Tiểu Trương, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi năm xưa. Tôi biết cậu không muốn tôi làm gì cho cậu, nhưng có một chuyện tôi muốn nói cho cậu biết. Khi lập nghiệp tôi vẫn luôn dùng chiếc ôm mà cậu tặng. Vì vậy tôi coi nó như 10% cổ phần lập nghiệp của tôi. Bây giờ tôi muốn trả lại 10% cổ phần đó cho cậu. Xin cậu hãy nhận lấy." Trong lòng giám đốc Trương biết rõ 1% cổ phần là bao nhiêu tiền, nhưng anh vẫn lắc đầu và nói chiếc ô đó của anh không đáng giá như vậy. Anh chỉ mong Lý Gia Thành có thể trả lại nó cho anh. Lý Gia Thành bị giám đốc Trương làm cho cậu cảm động sâu sắc, vì vậy ông đành kính cẩn trả lại chiếc ô cho giám đốc Trương. Bài học trưởng thành: làm người nhất định phải giữ chữ tín. Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác thì phải báo đáp lại gấp nhiều lần. Tuy nhiên, làm người cũng cần rộng lượng. Đã giúp đỡ người khác thì cũng đừng nhớ mãi không quên. Càng không nên đòi hỏi người khác phải báo đáp. Sự giúp đỡ không cần báo đáp thì sẽ luôn được nhận lại nhiều hơn thế nữa.